16 luật quản lý thuế giùm tôi nha. Chúng ta phải tìm những cái văn bản để chúng ta phải đọc hết đi. Các anh chị nên đọc, đáng lẽ là tôi không thích giảng slide đâu, tôi đưa cái văn bản pháp luật lên tôi nói chuyện không à. Được chưa nào? Rồi vậy được chưa các anh chị? Thôi cái này mình qua được không? Mấy cái này thì chắc đâu cần gì phải ha, đâu cần phải nói gì nữa ha. Ở đây có bạn nào đã học hết cái thế nào là cái nội dung hóa đơn chứng từ bất hợp pháp, để sử dụng bất hợp pháp hóa đơn chưa? Đó. Đảm bảo rằng là các bạn không ai đọc hết. Không chịu đọc, không chịu nghiên cứu, không chịu đọc mà đọc còn chưa đọc thì lấy gì mà nghiên cứu? Mà chưa nghiên cứu thì lấy gì mà hiểu sâu nó? Nên chúng ta đi tổng quen đi. Thành ra do đó thế này nè, tôi nói với các anh chị vậy nè. Muốn học luật mà nhớ lâu không phải đọc đâu, mà phải tìm hiểu sâu nó, tại sao chúng ta phải quy định như vậy. Thì khi chúng ta hiểu sâu, chúng ta biết được cái gọi là nguyên tắc, cái đạo lý của nó, thì sau này các anh chị đó không cần học luật, không cần nhớ luật, các anh chị nghe một cái câu nói là các anh chị biết mình phải cần xử sự ra sao rồi, đúng không? Thí dụ, tôi nói ví dụ nhé, nguyên tắc để xây dựng nên cái hợp đồng lao động là phải gì? Tự do. Có cưỡng ép được không? Không. Bình đẳng, đôi bên phải ngang nhau không? Đúng không? Thí dụ hợp đồng mua bán điện là cái ông này ông nắm cái nguyên thế hơn, ông chơi cái câu đó, rồi sau này ông dịch cái câu chữ của ông đó là tôi nói ý như vậy nè, thì pháp luật sẽ binh vực người yếu thế là cái người sử dụng điện, đúng không? Đúng không? Thành ra nếu không bình đẳng thì sẽ pháp luật sẽ binh vực người yếu thế. Được chưa? Cái câu nguyên tắc nó vậy, đúng không? Giữa người lao động và người sử dụng lao động ai mạnh hơn? Sử dụng lao động, đúng không? Thành ra do đó luật sẽ có thiên hướng là binh vực người yếu thế là người lao động. Nhưng không phải cái gì cũng binh vực. Người lao động mà tào lao, người lao động mà sai, có nên binh vực không? Không. Đúng không? Bình đẳng ở chỗ gì? Người lao động, thí hợp đồng lao động có thời hạn và hợp đồng không thời hạn thì người lao động phải báo trước cho người sử dụng lao động. Thì người sử dụng lao động muốn cho người lao động nghỉ có phải báo trước không? Có. Chắc chắn luôn. Được chưa các anh chị? Hiểu không? Rồi, tự do, bình đẳng, tự nguyện. Thấy không? Tự nguyện là phải được gì? Không có sự bắt buộc. Ông Hiền thiếu tôi 1 tỷ, ông phải tới nhà tôi ở đợi cho tôi. Được không? Không được. Đúng không? Tự do, tự nguyện, bình đẳng, tự nguyện, trung thực. Đúng không? Phải trung thực, không có sự lừa dối. Các anh chị đưa cái hồ sơ giả để xin vô làm, nay mai tôi phát hiện ra tôi sa thải các anh chị được không? Được. Thiện chí, tức là hai bên đều có gì ý muốn hợp tác với nhau, đúng không? Chứ không phải vô đây đó là phá hoại. Được chưa? Nắm được không? Đó, cái nguyên tắc của nó là vậy thôi. Được chưa nè? Đúng không? Thí dụ, ở đây có một cái quy định pháp luật và nói là khi mà gọi là thuế nó có một cái chỗ đó mà ấy là tôi không có chỉ cho anh chị, nhưng mà tôi có nó có các anh chị kiếm sẽ có, là gì? Trả lương mà bằng hàng hóa thì phải xuất hóa đơn cho người lao động. Nhưng rõ ràng rằng nếu soi chiếu lại cái bộ luật lao động thì luật lao động quy định là tiền lương phải trả bằng tiền, đâu có cho trả bằng hàng, đúng không? Ông mà hãng Bông Gòn Bạch Tuyết chẳng hạn, ông đưa tôi thay vì trả lương cho tôi, ông chơi ông đưa mấy cái băng vệ sinh, mấy cái bông gòn, ông trả làm thế, một cái đó chết mẹ tôi à. Hay ông trả hòm công thọ này nọ, ông nói bây giờ ta hết tiền mặt rồi mày lấy giùm ta mấy cái quan tài đi. Được không? Ai chơi vậy? Đúng không? Được chưa? Rồi. Sử dụng hóa đơn chứng từ không hợp pháp thì nãy rồi nói rồi. Thôi mình cho qua nhanh thế này được không đi em? Lại đi ca, tại vì mọi người cũng chưa có hiểu mấy đâu. Cho nên là anh đi sơ lại để có sự thông báo. Tại hôm nay mình nói về những hành vi sử dụng hóa đơn trái pháp luật. Trời, thế thì bây giờ... Mình phải đi vào những cái chi tiết đó chứ mình... Tôi thì không khoái cái chi tiết. Anh cứ nói gì tổng quát cho mọi người sẽ không có hiểu nhiều. Tại vì ở đây mọi người không có học luật qua.
cho nên nó là mình đi nói nhiều quá về vấn đề đó, mình không đi sâu vào thì ok lại là các anh chị em không không học được qua, các anh chị không học được qua, đứa nào học qua rồi giơ tay lên đi bóc túi cho anh lại tới đi.
Nó hồi là đi qua lực khác. Không đi vô chuyên đề, đi vô chuyên đề cho mấy em. Đây, đây. Chuyên đề nào là chuyên đề đó, ca đói ngồi cái đi qua lao động rồi. Phải nữa tha làm được lao động đi, ca ca ca. Ca có thể nói cả ngày, nói hết luôn á, nói rất là nhiều vấn đề. Cho nên là làm nhưng mà phải khẩu cái là chúng ta làm cái chuyên đề. Thì không thể nào chúng ta nói cái này nó dính tới kia luật á, thì nó luôn luôn là nó có sự liên kết với nhau. À, các luật nó đều có sự kế thừa. Cho nên nó là nói cái này nó sẽ dính những cái kia, mà nói như vậy hoài thì nói cả ngày nó cũng không có xong. Thì chúng ta đi vào cái chuyên đề gì thì chúng ta được đi trực tiếp vào cái chuyên đề đó. Ví dụ hôm nay chúng ta đi vào những hành vi trái pháp luật về hóa đơn thì thôi chúng ta tập trung vào những cái gì liên quan đến những cái căn bản nhất về hóa đơn, để các bạn có một khái niệm, các bạn có những cái cơ bản nhất để các bạn thực hiện cái công việc của mình. Chứ còn mà bây giờ chúng ta đi nói nó quá nhiều về cái đề khác, lúc sau đó các bạn đi về các bạn lại không nhớ gì hết về cái chuyên đề hôm nay. Cho nên qua những gì cả Hùng nói thì các bạn bạn nào cho mình biết lại coi các hành vi mà sử dụng hóa đơn trái pháp luật là những hành vi nào. Thế là nó nói sự tổng thể thôi. Đó nãy giờ là trao đổi rất là nhiều rồi đó. Rồi rồi bạn nào nói lại coi. Thử cái khảo bài tại chỗ coi thế nào, coi cao nãy giờ nó thấm vào những chỗ nào nữa. Không có tư cách pháp nhân đi xuống hóa đơn nào. Đó là chi tiết, bây giờ chúng ta nói những cái vấn đề tổng hợp, hai cái hành vi tổng hợp nào là gọi là hóa đơn trái pháp luật. Rồi em. Ừ. Một là sử dụng hóa đơn trái pháp luật và hai là sử dụng trái pháp luật hóa đơn. Một cái là tập trung vào một cái hóa đơn, một cái là tập trung vào cái hành vi. Rồi. Cho nên là chúng ta tại sao mà ở đây mình không dùng cái từ là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp? Tại vì nếu mà sử dụng từ hóa đơn bất hợp pháp thì nó chỉ đúng một cái trường hợp thứ nhất thôi. Cho nên chúng ta sử dụng hóa đơn trái pháp luật, nếu là để nó có sự tổng quan hơn. Cái trái pháp luật chúng ta nó sẽ gồm có hai vấn đề. Thứ nhất là chúng ta sử dụng hóa đơn chứng từ không hợp pháp, và không hợp pháp như thế nào hồi nãy ca Hùng có nói để mình phân biệt rồi, thấy không? Cái thứ hai là chúng ta nói về là sử dụng không hợp pháp hóa đơn chứng từ. Hai cái này nó đi lặp lại, nhưng mà nó đảo cái tự từ, đúng không? Nó là chúng ta luôn luôn nhớ cái này, tại vì nếu mà chúng ta dùng cái từ là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc là không hợp pháp thôi thì chúng ta sẽ chỉ rơi vào một cái tình huống thứ nhất thôi, chúng ta không rơi tình huống hai. Chính vì vậy anh mới sử dụng hóa đơn là sử dụng trái pháp luật, hóa đơn trái pháp luật, để chúng ta tổng quan được luôn hai cái vấn đề này, hai hành vi lớn này. Rồi cái thứ nhất chúng ta là sử dụng hóa đơn chứng từ không hợp pháp là cái gì? Thì trong luật nó đã quy định, nó đã chi tiết rất là rõ rồi, đúng không? Nói về nhà đọc thì chắc chắn gì các bạn đã đọc. Cho nên hôm nay nó liên quan đến cái này thì chúng ta cũng phải nghe sơ bộ lại. Thứ nhất là người ta gọi là hóa đơn giả. Hóa đơn giả là như thế nào? Hóa đơn giả thì gì nhỉ? Thứ nhất nó quy định hẳn là in khởi tạo theo mẫu hóa đơn chứng từ được thông báo phát hành của tổ chức cá nhân khác. Có nghĩa là ai đọc câu này hiểu như thế nào, giải thích cho các bạn luôn nè. In hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn chứng từ đã được thông báo phát hành của tổ chức cá nhân khác. Đúng rồi, ví dụ như là bây giờ công ty A nó thông báo phát hành hóa đơn, nhưng mà công ty B nó lại in khởi tạo hóa đơn theo cái thông báo phát hành của thằng A. Đó là cái hành vi thứ hai được gọi là hóa đơn giả, là in khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn chứng từ hoặc làm giả hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử. Đó người ta gọi những cái này là gọi là hóa đơn giả. Rồi thứ hai, trong cái sử dụng hóa đơn chứng từ không hợp pháp, nghĩa là những cái hóa đơn này là chưa có giá trị sử dụng. Rồi thế nào là hóa đơn chưa có giá trị sử dụng? Những cái trường hợp nào? Rồi thứ nhất là, thứ hai là gì nữa? Còn trường hợp nào nữa không? Chưa có giá trị sử dụng. Tức là chúng ta nếu mà là hóa đơn điện tử là chúng ta chưa đăng ký sử dụng hóa đơn, thông báo sử dụng hóa đơn điện tử, có nghĩa là chúng ta chưa có làm cái đủ điều kiện để chúng ta sử dụng phát hành hóa đơn, để lập hóa đơn, người ta gọi là chưa có giá trị sử dụng.
Rồi thứ ba là hóa đơn hết giá trị sử dụng, không chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng hóa đơn giả. Rồi thứ nhất là hóa đơn giả, thứ hai là hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, thứ ba là hóa đơn hết giá trị sử dụng, là những cái trường hợp này là sử dụng hóa đơn chứng từ không hợp pháp. Còn chúng ta hay thuế, nó nói nôm na là hóa đơn ma, hóa đơn khống đó, nhưng mà nó phải chi tiết là gồm những cái hành vi như thế này để chúng ta hiểu rõ hơn. Ví dụ như kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử ha, mà đây, nhưng mà sau đó cái hóa đơn chúng ta không được, thí dụ như những cái trường hợp mà chúng ta bị không cho xuất hóa đơn nữa, thì hóa đơn nó còn giá trị sử dụng không? Ví dụ chẳng hạn công sức, ví dụ như gia đình bị xin tạm dừng hoạt động, xuất hóa đơn được không? Rồi trường hợp hóa đơn chúng ta hủy, chúng ta có được tiếp tục sử dụng không? Đó, thì đó là những cái hóa đơn hết giá trị sử dụng. Rồi chúng ta ngừng sử dụng hóa đơn điện tử ha. Trường hợp nào ngừng sử dụng hóa đơn điện tử, các bạn có nhớ những trường hợp nào chúng ta phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử không? Thứ nhất là chấm dứt hiệu lực của mã số thuế. Thứ hai là cơ quan thuế xác minh và thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Giống như anh Hùng đã nói, 524 doanh nghiệp gọi là rủi ro về thuế. Thì xác định rủi ro thì chỉ có cơ quan công an hoặc họ sang cơ quan điều tra họ xác định thôi. Cho nên là cơ quan thuế chỉ là thông báo không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh thôi. Ví dụ như chúng ta vào chúng ta tra cứu trên cái tra cứu người nộp thuế đó, chúng ta thấy tình trạng hoạt động của doanh nghiệp đó là gì? Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Chứ người ta có nói là doanh nghiệp bỏ trốn không? Tại vì thuế nó không thể nào mà đủ cái thẩm quyền để mà nó nói là doanh nghiệp này bỏ trốn cả. Nhưng mà mình thì cái tiếng nói hồi đó giờ của mình là công dụng là mình dùng cho nó nhanh, gọi là doanh nghiệp bỏ trốn thôi. Và thứ ba là doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh. Thế thì doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có phải là không được quyền xuất hóa đơn không? Có được xuất hóa đơn trong thời gian tạm ngừng kinh doanh không? Chắc không? Ngừng, thứ tư là ngừng trong sử dụng hóa đơn để thực hiện cưỡng chế nợ thuế. Đây anh cũng chia sẻ luôn, mình mới hôm bữa kia mới gặp một trường hợp công ty cũng đang bị nè, mới đi gặp khách hàng ngày hôm kia luôn, ngày thứ sáu luôn nè, đang hôm rồi hai bên cãi lộn nhau mà cũng thấy điều muốn đánh lộn á. Tại vì chia sẻ luôn là cái anh giám đốc này nè, là anh chuyên về đại lý bán máy bay, xuất vé máy bay, nhưng mà không có lấy hóa đơn đầu vào gì cả, cứ xuất bán không. Mà bao nhiêu lần rồi nhắn tin gọi điện kêu phải có hóa đơn đầu vào, hướng dẫn này kia nọ, thậm chí anh tạo ra một cái file mà anh không bao giờ anh đọc, mà đụng chuyện là bắt đầu đổ thừa. Cho nên đối với những người đó, anh chia sẻ luôn, chúng ta làm cái toán để cho chắc ăn, chúng ta nên lưu trữ lại những cái gì mà chúng ta dự kiến sẽ rủi ro chúng ta. Cho nên là những tin nhắn mà về liên quan đến là nói về hóa đơn, hướng dẫn thế nào là anh đều chụp hình lại cái màn hình Zalo, lưu vào file hết tất cả ha. Rồi thậm chí điện thoại anh là nói chuyện ảnh là phải ghi âm chứ không phải là mình phải bảo vệ mình. Tại vì khi đó mà đụng một người mà họ cãi chày cãi gói, họ cãi ngang, thì chúng ta cũng không thể nào cãi lại bằng được. Chúng ta có chứng cứ đó. Sau đó là thuế, không rồi thuế nó gọi điện thoại xuống là nó cưỡng chế bằng cách là không có cho xuất hóa đơn nữa, tại vì nợ đứng gần cả tỷ đó. Nhưng mà thông báo rất là nhiều, cứ lần nào cứ đôi ba ngày là nhắc riết. Nhưng mà ảnh nói tại sao không gọi điện thoại cho ổng, mà nhắc đến nỗi mà nó ảnh là anh là có nguy cơ là cấm bay, tại vì ảnh là chuyên đi bay, chuyên ổng làm trong hải quan ở trong sân bay đó. Cho nên là đôi khi có những cái là chúng ta nên bảo vệ cái bản thân chúng ta ha. Chúng ta nên là chat viết gì đó, chúng ta chụp màn hình lại, chúng ta lưu ra một cái file Word để sau này ví dụ giám đốc hay gì đó nói chuyện, chúng ta còn có cái chứng cứ để chúng ta đưa ra. Chứ không mà mai mốt mấy ổng mà gặp mấy ông mà hay cãi ngang cãi bướng là chúng ta nói chuyện không lại đâu.
Doanh nghiệp có thể là không xuất được, nhưng mà nếu mà lên cơ quan thuế mua thì vẫn được đúng không? Rồi, câu hỏi đó là trả lời là chú. Chỗ này, ngừng sử dụng hóa đơn điện tử ha. Khi mà chúng ta, lúc đó là chúng ta được quyền mua lên cơ quan thuế là mua theo từng một lần phát sinh đó. Rồi. Để thêm xin chút xíu là cho trong trường hợp thế này nè, tức là khi chúng ta bị nợ thuế đó thì thuế sẽ áp dụng luôn tiếp theo một biện pháp gọi là cưỡng chế, tức là không cho bạn xuất hóa đơn một cách tự do nữa, bạn không được quyền xuất nữa, mà mỗi lần bạn xuất thì bạn phải lên thuế xuất cấp từng lần, mỗi lần thì bạn được tự do và có quyền thoải mái bằng xuất, nhưng bây giờ bạn không được xuất nữa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là gì? Có những trường hợp đó thì khi bạn xuất từng lần như vậy, thuế sẽ thu ngay luôn. Thành ra không có chuyện đó. Giống như kiểu mà bạn giờ em mà thiếu nợ anh thì anh sẽ gì? Ô, chị trả nợ em, cô chị cái này bán hàng cũng được. Ô, không sao đâu, để em kêu cái thằng kinh doanh một đứa em cử xuống chỗ cửa hàng của chị, nó bán hàng giùm chị luôn và nó thu tiền của chị luôn. Thu tiền giùm luôn. Khi nào nó thu đủ rồi nó về. Ác không? Rồi, chúng ta ngừng sử dụng hóa đơn điện tử ở trường hợp nào nữa? Khi mà chúng ta bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ mà chúng ta bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế biết. Ha. Đó là những cái này nè, chúng ta thí dụ như chúng ta làm bên thương mại, chúng ta bị thị trường dịnh lại á, ha. Thị trường cơ quan thị trường họ dịnh lại, họ cho rằng là hàng này hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả đó. À, thì họ sẽ thông báo cho cơ quan thuế, thì khi đó cơ quan thuế sẽ thông báo chúng ta là hàng quá chúng ta thuộc những cái hành vi này, chúng ta sử dụng hành vi này thì chúng ta buộc phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử. Nó nằm ở cái hết giá trị sử dụng nè. Đó, những cái trường hợp này là những trường hợp là hóa đơn hết giá trị sử dụng. Rồi. Đây là một cái trường hợp thường xuyên nè, đây là phục vụ cho mục đích bán khống hàng hóa, cung cấp dịch vụ để chiếm đoạt tiền của tổ chức cá nhân bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế. À. Cái chỗ nào không hiểu thì hỏi lại ngay. Tại vì nhiều khi câu chữ trong luật thì nó không được đầy đủ lắm. Rồi nằm ở cái mục hết giá trị sử dụng nữa là chúng ta còn có ở chỗ ngừng sử dụng hóa đơn nữa là chúng ta có một là yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện để kinh doanh, có nghĩa là đối với những ngành nghề mà doanh nghiệp đó kinh doanh buộc phải đủ điều kiện mới được quyền kinh doanh nhưng mà chúng ta lại không đủ điều kiện để kinh doanh cái ngành nghề đó, ví dụ như bất động sản hay là vàng bạc này đó, những cái đặc thù ha. Chúng ta phải đủ điều kiện kinh doanh nhưng mà chúng ta không có đủ điều kiện kinh doanh mà chúng ta lại xuất hóa đơn cho cái lĩnh vực đó thì nó thuộc cái loại là ngừng sử dụng hóa đơn điện tử. Cái này em hỏi nè, chẳng hạn như em có một cái công ty làm là cái dịch vụ giống như là truyền thông quảng cáo, có một cái bạn khách hàng nó sẽ ký hợp đồng quảng cáo với em, xong rồi nó sẽ đưa hàng giống như hàng mẫu để bên em đi đến các điểm để phát hàng mẫu ra, thì bây giờ khi mà cái thằng kia nó xuất hóa đơn cho bên em cái hàng mẫu đó rồi bên em xuất ra nhưng mà thuế nó bên em không được không có chức năng đó, đúng rồi. Thì cái đó là giống như là nhưng mà trong hợp đồng là có bên em sẽ nhận hàng như vậy thì là tức là cái thằng kia nó sẽ xuất trực tiếp ra cho khách lẻ luôn hay là sao, anh muốn nghĩ như thế nào? Cái đó anh trả lời với em thực ra đó là tại vì bên em nó làm vậy chứ nó sai, em đăng ký hợp đồng thực hiện với nó một cái dịch vụ là tôi làm cáo cho anh chứ không phải tôi để đi gọi là cái không, kiểu hợp đồng hàng của anh. Cái hợp đồng đó là hợp đồng hai bên thực thuận ra đó, cái hợp đồng nó gì có thuận, nhưng về mặt đạo lý thì em không phải là cái người giống kiểu lấy hàng mua hàng, do đó nó bán hàng tức là em là cái người vai trò trung gian thôi, tôi chỉ làm cái dịch vụ tôi đi phát quà thôi, hiểu không nào? Hiểu không? Do đó em không nên nghĩa là nhận hóa đơn của nó rồi em tại vì đáng lẽ em nhận hóa đơn của nó thì em phải vô tình em phải xuất hóa đơn cho từng khách lẻ, vậy thì em nên làm cái gì không? Không nên, nó rất cực. Nhưng mà nếu thằng kia thì nó sẽ xuất ra cho
nó xuất ra nó gọi là nó xuất cho ai thì cái chuyện đó của nó. Nhưng về mặt nguyên tắc thì khi anh bán hàng, anh giao hàng, anh xuất tặng khuyến mãi cho ai thì cá nhân nào thì anh phải ghi tên người đó. Trong trường hợp nó quá nhiều như vậy và nó có đăng ký với sở công thương chẳng hạn về cái vụ khuyến mãi đó thì nó được quyền xuất chung cũng được. Tuy nhiên thuế nó cũng không khó khăn khăn gì chuyện này, nhưng rõ ràng rằng về mặt đó thì nó hơi khó. Và chúng ta nên làm văn bản, nên làm văn bản nói hỏi cục thuế ngay địa phương đó đi, chi cục thuế đó đi, để chúng ta giữ cái đó làm cái bùa để chúng ta làm sao này không ai bắt chẹt ta được. Về mặt đạo lý thì cái đó vẫn phù hợp nha, được chưa nào? Ok không? Ok. Rồi, căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra, nếu cơ quan thuế xác định doanh nghiệp được thành lập để thực hiện mua bán, sử dụng hóa đơn điện tử không hợp pháp để mà trốn thuế theo quy định thì cơ quan thuế sẽ ban hành cái quyết định ngừng sử dụng hóa đơn điện tử và doanh nghiệp sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Cái đó là căn cứ vào cái kết quả thanh tra kiểm tra của cơ quan thuế. Như vậy câu hỏi đặt ra. Có đương nhiên ngừng sử dụng hóa đơn điện tử hay không? Những cái trường hợp đó có đương nhiên là phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử hay không? Những cái trường hợp mà ngừng sử dụng hóa đơn điện tử hồi nãy giờ đó liệt kê ra như vậy đó thì có phải là chúng ta dướng vào cái hành vi đó là đương nhiên chúng ta bị ngừng sử dụng hóa đơn điện tử hay không? Mà chúng ta phải có cái gì nữa để chúng ta mới được ngừng sử dụng hóa đơn điện tử? Đúng rồi, chính xác. Chúng ta phải có thông báo của cơ quan thuế chứ chúng ta không phải là được cái gì như vậy là chúng ta ngừng đâu. Phải có thông báo của cơ quan thuế về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để thực hiện cưỡng chế nợ thuế. Ha. Thứ hai là cái thông báo về cái mục đích bán khống hàng hóa, cung cấp dịch vụ để chiếm đoạt tiền của tổ chức cá nhân bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế. Có nghĩa là những cái trường hợp này phải những cái cơ quan chức năng đó họ phải thông báo với cơ quan thuế và cơ quan thuế lại phải thông báo cho doanh nghiệp để yêu cầu doanh nghiệp là ngừng sử dụng hóa đơn. Rồi trường hợp nữa là yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện, khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện kinh doanh là cũng là thuộc cái trường hợp này là cơ quan thuế phải thông báo cho doanh nghiệp. Và những trường hợp này khi đó cơ quan thuế sẽ thông báo cho doanh nghiệp và doanh nghiệp phải giải trình, sau đó là doanh nghiệp phải giải trình liên quan, được quyền giải trình về vấn đề này trong vòng 2 ngày làm việc. Nếu mà chúng ta giải trình hoặc bổ sung chứng minh mà chúng ta không vi phạm thì sao? Ví dụ cơ quan thuế họ thông báo chúng ta là ngừng sử dụng hóa đơn và chúng ta có 2 ngày để chúng ta giải trình bổ sung chứng minh chúng ta không vi phạm thì sau khi mà chúng ta giải trình bổ sung chứng minh mà chúng ta không vi phạm thì sao? Rồi chúng ta không chứng minh được là chúng ta vi phạm thì sao? Thì cũng vậy luôn, cơ quan thuế sẽ thông báo nếu chúng ta cái trường hợp thứ nhất là giải trình bổ sung chứng minh mà chúng ta không vi phạm thì tất nhiên rằng là cơ quan thuế sẽ ra cái thông báo rằng là chúng ta được quyền tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử tiếp. Còn nếu mà chúng ta không chứng minh được hành vi vi phạm mà chúng ta tiếp tục giải trình nữa thì cơ quan thuế sẽ tiếp tục thông báo lần thứ hai để chúng ta tiếp tục giải trình tiếp. Và nếu mà hết thời hạn mà không giải trình bổ sung thì sao? Thì đương nhiên chúng ta không cái hóa đơn điện tử đó chúng ta là bị ngừng sử dụng hóa đơn, là nó là rơi vào cái trường hợp là hóa đơn hết giá trị sử dụng. Cái trường hợp mà ngừng sử dụng hóa đơn điện tử nó rất là nhiều ha, và chúng ta tạm ngừng kinh doanh nè, nhưng mà chúng ta vẫn như câu hỏi của em nãy đó, chúng ta trong thời gian tạm ngừng kinh doanh thì chúng ta vẫn được xuất hóa đơn, nhưng mà với điều kiện là để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày mà tạm ngừng kinh doanh ha.
thì doanh nghiệp chúng ta sẽ được xuất hóa đơn với điều kiện là chúng ta lên cơ quan thuế, chúng ta yêu cầu xuất hóa đơn theo từng lần phát sinh. Thứ tư là hồi nãy là chúng ta đi tới thứ ba là hóa đơn hết giá trị sử dụng, và thứ tư chúng ta là bị ngừng sử dụng trong thời gian bị cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn. Hai cái này nó bị trùng với lại cái quy định này, nó cũng hơi bị trùng với lại cái quy định nằm ở cái mục số 3 là hóa đơn hết giá trị sử dụng á, mà không biết sao mấy ông lại liệt kê qua một mục thứ tư nữa. Hiện tại đây là chúng ta, hồi trước là chúng ta đã có cái quy định về là thủ tục mà quy định cưỡng chế tiền thuế nợ đó, thì các bạn có thể về tham khảo cái công văn 1795 ha, ngày 11 tháng 11 năm 2022 để chúng ta biết rằng là cái trình tự chúng ta sẽ bị, khi mà chúng ta bị nợ thuế đó, thì cái trình tự cơ quan thuế họ sẽ thực hiện nó như thế nào, trong thời gian bao lâu, đầu tiên là họ cưỡng chế cái gì, rồi cũng tiếp theo là nếu mà chúng ta thuế chúng ta không đóng đủ thì họ cưỡng chế tiếp theo cái gì, tài khoản ngân hàng, rồi tiếp nữa là cái gì, cấm ngừng tạm ngừng sử dụng hóa đơn chẳng hạn đó. Chúng ta phải biết cái thời gian để chúng ta coi cái tiền nợ thuế chúng ta nó nằm ở trong khoảng thời gian nào, có quá cái thời hạn đó chưa. Rồi thứ năm là gì, thứ năm là sử dụng hóa đơn điện tử không đăng ký sử dụng với cơ quan thuế. Cái này nó cũng lại để trùng với lại cái hóa đơn, hóa đơn gì chưa có giá trị sử dụng, má mấy ông liệt kê đi rồi cái ông lại liệt kê lại một lần nữa. Thứ sáu là sử dụng hóa đơn điện tử chưa có mã của cơ quan thuế. Đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử mà buộc phải có mã của cơ quan thuế thì cái đó nó thuộc loại là sử dụng hóa đơn chứng từ không hợp pháp ha. Thứ bảy là sử dụng hóa đơn mua hàng, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn điện tử từ ngày cơ quan thuế xác định bên bán không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Rồi chúng ta lưu ý cái chỗ này. Tức là khi mà chúng ta có cái thông báo cơ quan thuế xác định rằng là bên bán họ đã không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký cơ quan kinh doanh nữa, thì mà chúng ta sử dụng hóa đơn đó thì nó rơi vào trường hợp sử dụng hóa đơn chứng từ không hợp pháp. Chúng ta có thể tra cứu trên những trang web của thuế đó, những cái doanh nghiệp nào không còn hoạt động tại địa chỉ thì cơ quan thuế họ sẽ niêm yết ở trên trang web của thuế. Lâu lâu rồi chúng ta sẹt vô đó chúng ta xem, rồi chúng ta tải cái danh sách đó về. Thứ 8 là sử dụng hóa đơn chứng từ mua hàng hóa dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn, chứng từ trước ngày mà xác định lập hóa đơn, chứng từ cơ quan thuế, có nghĩa là nôm na cái câu này là có nghĩa là những cái hóa đơn mà chúng ta nhận được á, trước cái ngày mà cơ quan thuế họ sao bị xúc hả? Rồi nó khởi động lại.
dầu cũng cuốn rồi làm con nằm ăn trễ trễ chút nha, cỡ 1 giờ được không? Rồi, ok. Hỏi có mời hết đây không? Có mời hết đây không? Ở đây có 22 người rồi, đi nghe rồi đó. Rồi, đi nha. Rồi, chúng ta quay lại trường hợp thứ 8 ha, là sử dụng hóa đơn chứng từ mua hàng hóa dịch vụ mà có ngày lập trên hóa đơn chứng từ trước cái ngày mà cơ quan thuế thông báo là doanh nghiệp đã không hoạt động tại địa điểm kinh doanh, thì cái hóa đơn đó là cũng là nằm trong cái chứng từ không hợp pháp. Và chúng ta có các bạn có đọc qua cái văn bản 1752 này chưa? Số 8 này phải không? Là sử dụng hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn, tức là cái ngày mà chúng ta lập trên hóa đơn đó, trước cái ngày mà xác định là bên bán lập hóa đơn chứng từ không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh. Có nghĩa là cái hóa đơn đó ra đời trước khi mà có cái thông báo rằng là cái công ty đó nó không còn hoạt động tại địa điểm kinh doanh. Ví dụ như bây giờ chúng ta mua hàng nó là từ tháng 1 năm 2023 đi, chúng ta lấy hóa đơn từ tháng 1 năm 2023, nhưng mà qua tháng 6 năm 2023 thì nó mới là chúng ta mới biết tra cứu được là trước đó nó vẫn còn hoạt động, trước đó nó vẫn còn hoạt động, nhưng mà sau đó là sau khi chúng ta nhận hóa đơn rồi đó là chúng ta mới nó mới không còn hoạt động tại địa điểm kinh doanh nữa, thì cái hóa đơn nó cũng là nằm trong cái sử dụng hóa đơn chứng từ không hợp pháp. Nhưng mà chúng ta có giải trình được hóa đơn này không? Muốn biết chúng ta có giải trình được hay không là chúng ta phải xem cái công văn này. Đó, cho nên anh mới hỏi là các bạn có bao giờ đọc cái công văn 1752 này chưa? Đấy, thấy chưa? Chúng ta liên quan đến hóa đơn, liên quan đến rủi ro kiểm soát hóa đơn, liên quan giải trình bổ sung khi mà chúng ta gặp những trường hợp mà hóa đơn chúng ta trái pháp luật mà chúng ta không đọc cái văn bản này là chúng ta là hoàn toàn là chúng ta chưa có am hiểu về đối tài mà hóa đơn bất hợp pháp như thế nào và chúng ta giải trình ra sao. Cho nên là chúng ta phải về nhà phải đọc cái nội dung này nó hình như nó được 2 trang á, thì nó sẽ hướng dẫn cơ quan thuế, họ sẽ hướng dẫn chúng ta là giải trình thế nào. Trường hợp nào giải trình ra sao, chứng từ gồm có những gì đã được liệt kê trong trong cái văn bản này, và chúng ta điều chỉnh thuế như thế nào, kê khai bổ sung ra sao. Đây, và công văn 1797 năm 2024 là hướng dẫn về bổ sung nội dung của công văn này, là chúng ta phải đọc 2 công văn này ha. Một cái công văn là 1752 ha, ngày 10 tháng 2 2014, với công văn là 1797 ngày 22 tháng 8 năm 2014, nó bổ sung cho cái công văn của 1752 này. Để rằng là khi mà chúng ta cơ quan thuế mà mời cho lên chúng ta lên á, chúng ta biết, chúng ta giải trình. Nhưng mà nếu trường hợp mà các bạn mà hóa đơn đó, các bạn
mua trước cái, các bạn có cái hóa đơn đã nhận được cái hóa đơn đó trước cái thời điểm mà xác định rằng là doanh nghiệp đó bỏ trốn không hoạt động tại địa điểm kinh doanh đó, thì các bạn được quyền giải trình. Nhưng các bạn phải làm gì? Phải, quan trọng là cái trình nằm ở chỗ nào? Quan trọng là cái nằm ở cái văn bản cam kết đó. Các bạn có dám cam kết không? Cái dám thò tay vô mà ký cam kết rằng là những cái hóa đơn đó là hợp pháp không? Chúng tôi sử dụng hóa đơn đó là đúng theo quy định của pháp luật hay không? Đúng rồi, có ai dám không? Chắc gì chúng ta mua bán thật. Thí dụ bây giờ cái anh nhân viên kinh doanh nó đi, ảnh đi công tác, xong cái ảnh ở nhà ông A, ông B, ông C đó, cái ảnh để có chi phí viết toán lại, cái ảnh đi lấy một cái hóa đơn ở ngất ngưỡng nào đó, ảnh đem về ảnh yêu cầu thanh toán. Những cái trường hợp này là chúng ta có chủ đích được không? Chúng ta có chủ động được không? Nhưng mà chúng ta dám làm cam kết không? Lớn thì phải bắt buộc là cần nhỏ thì thả loạn, chứ cần nếu mà lớn. Nhưng mà cam kết xui xui chúng ta rơi vào cái trường hợp mà doanh nghiệp đó nó nằm trong cái hệ thống mua bán hóa đơn mà chúng ta bị xử phạt vi phạm về hình sự thì sao? Đó thì tùy theo tình huống, chúng ta phải biết rằng là tùy theo tình huống doanh nghiệp của chúng ta như thế nào để chúng ta giải trình, để chúng ta chứng minh ha. Chứ không phải là trường hợp nào nó cũng giống như trường hợp nào, nhưng mà thực tế là 99.9% rồi là doanh nghiệp không ai mà về thò tay dám ký cái cam kết đâu. Tư văn thế mỗi là khi mà người ta đã xác định được rằng là chắc kiểu gì cũng có dính, chứ không có thể nào mà nói là không dính được. Có đây là cái mẫu văn bản cam kết ha, cam kết sử dụng hóa đơn bất hợp pháp này. Các bạn cần thì anh sẽ gửi cho cái mẫu đó, khi nào cần thì gửi cho cái mẫu này. Thì nếu mà chúng ta có liên quan đến chúng ta cần làm cam kết thì chúng ta sử dụng cái văn bản này. Căn cứ vào thông tin kiểm tra của đoàn kiểm tra thuế tại đâu á, ha, về việc sử dụng hóa đơn đầu vào từ năm nào đến năm nào, hoặc là hóa đơn số mấy đó, công ty được giải trình như sau, từ tháng để chúng ta giải trình ra. Và chúng ta phải có câu cam kết nè: công ty chúng tôi xin được làm công văn này giải trình như sau, các hóa đơn trên đều là mua bán hàng hóa phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Nhưng mà chúng ta cam kết là chúng ta phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về cái tính chính xác trung thực của chúng ta. Nếu mà chúng ta công ty cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, lúc nào là nào cũng phải có cái câu này hết đó. Chịu trách nhiệm là chịu trách nhiệm thế nào? Ví dụ bây giờ vậy thì ví dụ nó là chịu trách nhiệm đến đâu? Sau này nọ thuế nó bắt được cái thằng bán có đơn, nó mời anh chị lên, thấy không? Nó mời anh chị lên, chị nó không có này, vừa thật nó tổ chức đối chất cho hai bên đối chất với nhau, mày khai tôi bán cho anh có đơn cho chị Sim, chị Sim lúc đó cứng họng, rồi lúc đó khởi tố chị Sim ra tòa tội đồng phạm được không? Rất dễ, đúng không? Chịu chơi không? Rồi sao lúc đó nghĩ sao nè? Đúng không? Rồi vậy thôi. Rồi các bạn có bao giờ đọc cái văn bản 4840 đề về thế nào để biết thế nào là những hóa đơn là sử dụng những cái trường hợp mà chi tiết luôn á, là sử dụng không hợp pháp hóa đơn chưa? Có ai đọc chưa? Đây là công văn của Cục Thuế Hải Phòng. Thật ra là chúng ta rất là nhiều, chúng ta đọc để chúng ta tham khảo thêm thôi, chứ chúng ta cũng không thể nào mà đọc hết được. Trong nội cái lĩnh vực thuế kế toán chúng ta là quá nhiều là những cái văn bản pháp luật và những cái công văn như thế này ha. Nhưng mà chúng ta đọc để chúng ta tham khảo, tại vì nó cũng có liên quan dính líu, trên thực tế nó là nó có những cái trường hợp này thì người ta mới thống kê ra. Đây là một cái công văn để thống kê những cái trường hợp, những cái hành vi thế nào trên thực tế nó đã xảy ra. Ví dụ như là người lập hóa đơn điện tử khống trong khi người mua không biết người bán và không phát sinh giao dịch mua bán hàng hóa,
có nghĩa là người mua không hoàn toàn không biết cái người bán đó là ai hết á, nhưng mà vẫn lập hóa đơn. Rồi trường hợp mà mua hàng hóa dịch vụ trực tuyến khi người bán giao hàng hóa cho người mua có gửi kèm hóa đơn điện tử không phải do người bán phát hành mà do một doanh nghiệp khác phát hành. Đó là chữ khi mà chúng ta cái trường hợp này là trường hợp mới nè, là liên quan đến hóa đơn điện tử đó. Khi mà mua hàng hóa dịch vụ trực tuyến đó, khi mà chúng ta mua của một thằng mà khi nó giao hàng nó lại đưa chúng ta cái hóa đơn điện tử của cái thằng khác, là trường hợp này là cũng nằm ở trong trường hợp là hóa đơn không hợp pháp hóa đơn này, sử dụng không hợp pháp hóa đơn này. Đối với cái này là chúng ta bây giờ là dính nhiều, cho nên là cơ quan thuế họ mới thống kê, họ liệt kê ra đó, cho nên chúng ta phải lưu ý. Đây là một hình thức mới trong việc lập khống hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp buôn bán hóa đơn họ lập nè. Cái đó cũng chưa hẳn ta phải xét nữa, nhưng mà thí dụ như bây giờ mình nói ví dụ công ty của tôi đó, công ty của tôi là biết công ty của anh Hiền có cái bán máy chiếu, thì thay vì vậy tôi lên sàn thương mại điện tử tôi đăng ký tôi bán tôi này nọ, thì tới chừng bán được xong thì báo anh Hiền xuất, thế vì vậy thì anh Hiền phải xuất cho tôi, thì anh Hiền xuất thẳng cho chị Sim chẳng hạn, tôi bán được cho chị Sim thì cái đó cũng không thể nào lấy được, thì cái đó cũng phải nên thế này nọ. Thì nhưng mà rõ ràng về mặt chúng ta có sai không, chúng ta có gian lận không, chúng ta có chơi tà đạo không, thì cái đó là không đúng không nào? Thì từng tùy mỗi cái đúng không? Thế bà xét như các anh chị nhớ là những cái như nãy tôi nói rồi, nếu chúng ta nói là trường hợp mai nó bắt được tiền kia cái gì người bán không biết đúng không? Em có trường hợp cho mày đủ cái này là người mua không biết người bán. Dạ đúng rồi. Thì cái này thông thường này thằng đó hội được ra hội gì nữa. Cái này hôm rồi báo chí cũng có đăng, và cũng có một cái người bên cán bộ thuế họ phát biểu rằng là cho nên chính vì vậy chúng ta phải thường xuyên tra cứu với cái trang mà tra cứu hóa đơn của chúng ta, để chúng ta coi hóa đơn nó đôi khi có những cái ông mà ổng hàng hóa ổng tồn kho nhiều quá, cái ổng sắt đầu mẹ công ty nào đó ra ổng xuất hóa đơn mà trong khi mình không biết gì hết. Bên hôm rồi bên công ty anh cũng có dính một công ty đó, rồi anh cũng phải làm văn bản giải trình, làm đúng rồi, làm văn bản giải trình với thế là chúng tôi hoàn toàn không có mua bán gì với công ty này hết, thì cơ quan thuế nó sẽ bỏ qua cái hành vi đó. Nhưng mà chúng ta, tại vì chúng ta không kê khai, không có gì hết, chúng ta coi như hóa đơn đó là chúng ta không biết gì hết mà. Cho nên nhưng mà cơ quan thuế họ phát hiện rằng là cái thằng kia nó có xuất khống cho chúng ta bên công ty anh một cái hóa đơn đó. Cho nên anh phải làm một cái văn bản anh giải trình rằng là cái hóa đơn đó là bên này không hay không biết và không có kê khai không gì cả. Thì cơ quan thuế sau đó nó cũng ghi rõ trong biên bản làm việc là doanh nghiệp có cái văn bản giải trình rằng là doanh nghiệp không có liên quan đến cái hóa đơn đó cả, thì nó sẽ không có cái xử phạt mình về cái vấn đề đó. Đúng rồi. Tại vì đó nó rơi vào trường hợp là hóa đơn sử dụng không có phải phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, sau này cơ quan thuế nó cũng lợi thôi. Nhưng mà đúng rồi đó, nhưng trách nhiệm liên quan thì mình phải bảo quản, cái đó là mình có chủ động mình mua, ông ship ổng có chủ động sử dụng cái dịch vụ đó, nhưng mà sử dụng dịch vụ đó cho cá nhân bản thân ổng, nhưng mà ông lại lấy hóa đơn nó để về công ty, thì có nghĩa là ông sếp này ông biết được người, ông biết được người người bán ông như thế nào, cho nên là hóa đơn đó nó không thuộc trường hợp này. Những cái trường hợp đó là mình không kê khai, nhưng mà mình phải lưu lại để sau này mình giải trình. Rồi chúng ta đã xong cái thứ nhất là về những cái hành vi là sử dụng hóa đơn chứng từ không hợp pháp. Chúng ta lưu ý những cái văn bản này để về chúng ta có thời gian đó chúng ta sạc lên chúng ta đọc lại để chúng ta biết cách giải trình như thế nào trước khi hóa đơn này, trước khi cơ quan thuế thông báo là doanh nghiệp bỏ trốn, hay là sau khi cơ quan thuế thông báo là doanh nghiệp bỏ trốn, để chúng ta biết từng cái giai đoạn để chúng ta làm cái giải trình cho nó chính xác hơn. Thì hiện tại bây giờ chúng ta có mấy cái phương pháp để giải trình, có mấy cách thức để giải trình. Thứ nhất là giải trình bằng văn bản, thứ hai mail nhưng phải bằng văn bản,
ký đóng dấu ký tên đàng hoàng. Thứ hai là phải gặp hai thằng lên trên bàn làm việc cơ quan thuế ngồi nói chuyện với nhau, giải trình với nhau xong rồi lập biên bản ký. À, nhưng mà thường thì có giải trình qua văn bản đi chăng nữa thì cũng phải lên gặp để ký biên bản thôi. À, em có thể nạp thông qua đó hoặc là trong cái phần mà kê khai thuế của mình á, có cái phần mà nạp các hồ sơ văn bản á, mình vô đó mình nạp cũng được hoặc là mình nạp qua đường bưu điện. Anh có một công ty ở quận 10 nè, từ năm 2022 anh chuyên quản, anh gọi điện grip mà anh không thành không làm lên không được, không rồi ông phải năn nỉ lên để ký. Rồi chúng ta qua trường hợp thứ hai là không sử dụng, không hợp pháp hóa đơn ha. Thế nào là không sử dụng, các trường hợp nào không sử dụng không hợp pháp hóa đơn? Thứ nhất là chúng ta cái hóa đơn đó là chúng ta không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định thì nó rơi vào trường hợp là sử dụng hóa đơn không hợp pháp cái hóa đơn, tức là trên hóa đơn các chỉ tiêu này kia nọ đó là mà chúng ta không ghi đầy đủ các nội dung đó thì cái hóa đơn đó nó rơi vào cái trường hợp là sử dụng không hợp pháp hóa đơn. Thì cái nội dung hóa đơn điện tử chúng ta đã biết rồi, gồm có những tiêu thức bắt buộc và những tiêu thức không bắt buộc. Có ai thống kê trên cái hóa đơn điện tử có bao nhiêu chỉ tiêu không? Có ai ngồi mà tiếng rồi trên hóa đơn điện tử có bao nhiêu chỉ tiêu chưa? Đâu phải cái gì. Nó được quy định tại khoảng 7 điều 3 ha, các chỉ tiêu trên đó. Thứ nhất là gì? Ở đây là gì? Nếu mà trường hợp chúng ta không có tiêu thức này được không? Trên hóa đơn điện tử chúng ta hay thấy là tra cứu hóa đơn điện tử tại website hoặc là hồi xưa chúng ta còn hóa đơn điện tử kiểu cũ á, là chúng ta có, nó cũng có câu là hóa đơn điện tử được khởi tạo từ phần mềm của công ty gì đó, mã số thuế gì đó. Tại vì hôm rồi anh gặp một trường hợp là cái doanh nghiệp đó là doanh nghiệp nước ngoài, ổng yêu cầu là bỏ cái này ra, ổng không thích, tại vì ổng là doanh nghiệp nước ngoài, ổng không thích liên quan đến, ổng nghĩ là những người doanh nghiệp mà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử họ đưa vậy là để quảng cáo, cho nên là ổng không đồng ý. Nhưng mà được hay không? Đấy. Đúng rồi, nó là thuộc là tiêu thức bắt buộc. Cho nên là không phải là ông là người nước ngoài, ông đến Việt Nam thì ông phải tuân thủ theo pháp luật Việt Nam chứ không phải ông muốn cái gì cũng được. Thì cái đó người ta kêu là trường dữ liệu, mà những trường dữ liệu bắt buộc có. Để khi đó công an nó cần tiếp thì công an có thể truy xuất lại được. Rồi. Ông nào bác, có đề mặt cho ông. Chúng ta đi sơ về cái nội dung hóa đơn điện tử coi nó gồm có những chi tiêu nào ha. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là hóa đơn, nó là hóa đơn loại gì, hóa đơn giá trị gia tăng hay là hóa đơn gì, và ký hiệu hóa đơn ha. Thứ hai là gì? Tên liên hóa đơn. Nếu mà hóa đơn hồi xưa là chúng ta đối với hóa đơn mà tôi quên thấy đặt in á, thì ở đây nó có liên 1, liên 2, liên 3 gì đó đó là tiêu thứ hai đối với, nhưng mà nó chỉ áp dụng cho trường hợp là hóa đơn do cơ quan thuế đặt in thôi. Còn hóa đơn điện tử giờ có liên không? Trường hợp thứ ba là tiêu thức thứ ba là gì? Này là gì? Số hóa đơn. Số hóa đơn. Rồi thì câu hỏi đặt ra ở đây có những cái trường hợp có câu hỏi trước đây mà hỏi đơn vị thuế đó. Cái số hóa đơn có đơn vị thì nó ghi là số 1. Có những đơn vị nó ghi là 0000001. Được không? Được. Tất cả đều đúng cả, không có gì sai. Rồi. Tiêu thức kế tiếp là
đây là nội dung bên gì? Bên thông tin bên bên bán ha. Thứ năm là gì? Thông tin bên mua. Đây câu hỏi đây, có phải ghi hết thông tin không? À, biết các bạn sẽ hỏi rồi, hỏi lại các bạn. Thực ra có những nhiều đơn vị, ôi sao mày không ghi là hình thức thanh toán mà không ghi TM hay là mày không ghi CK. Thực ra mà nói một câu công bằng thế này nè, dầu chúng ta có ghi PCK hay không là CK thì thực ra những hóa đơn nào trên 20 triệu thì vẫn thanh toán không dùng tiền mặt, mặc dù chúng ta ghi chữ TM vô đó cũng không có giá trị gì nha. Thật ra tôi nói thẳng một cái câu, những người đó là những người đó là robot, những người không hiểu. Tôi nói thật, cái chỗ đó không nên bắt bẻ làm gì, tại vì các anh chị có ghi chữ TM hay CK hay không cũng đều không quan trọng, mà quan trọng là từ đó các anh chị phải thanh toán theo đúng nguyên tắc của nó, thì thấu triệt tới thu nhập doanh nghiệp là phải đảm bảo được. Có người thì nói là ba nguyên tắc, có người thì nói bốn nha. Ba nguyên tắc đó là gì? Một là phải hóa đơn đó có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, có liên quan nhé. Liên quan thế nào thì có thể khả năng liên quan trực tiếp, liên quan gián tiếp, cái đó nữa mình sẽ bàn sau. Cái thứ hai là gì? Là phải hóa đơn đó là hợp pháp, hợp lệ, là giống như anh Thiền đang trình bày nè, những cái gọi là hợp lệ đó có đúng theo hình thức không đó. Hợp pháp là hóa đơn đó gì? Là những cái người xuất hóa đơn cho chúng ta, là những người đó có quyền xuất hóa đơn nha. Hợp lệ, trước đây thuế có câu là hợp pháp, hợp lệ và hợp lý, nhưng cái chữ hợp lý nó bỏ rồi, bởi vì cái lý của Hiền khác, lý của khác, đúng không? Cái chữ lý nó cũng khó lắm, đúng nào. Cái thứ ba là những còn có cái là hợp pháp, hợp lý, hợp lệ thì anh mới nói trước đây là hợp pháp, hợp lệ, hợp lý, nhưng bây giờ cái hợp lý là bỏ, đúng không? Vì cái tiến trình chúng ta nghiên cứu một cái vấn đề về pháp luật, chúng ta có trường phái là trường phái lịch sử, họ nghiên cứu về lịch sử những cái đạo luật này thì họ sẽ phát hiện ra những cái thú vị, những cái gọi là cách thức, một cái đường lối, một cái môn phái thì nghiên cứu pháp luật nha. Cái thứ ba là gì? Những hóa đơn nào trên 20 triệu thì phải thanh toán không dùng tiền mặt, chứ không phải nói là chữ phải nha, không dùng tiền mặt, đối trừ con nợ được không? Được nha. Thật ra các anh chị đừng có nói khi nào mà chúng ta phải loại là chúng ta được quyền ghi nhận, còn khi nào chúng ta chi bằng tiền mặt thì lúc đó ta phải loại, được chưa? Chứ không phải đòi hỏi là phải loại liền, được chưa nào? Và cái điều kiện thứ tư nữa đó, là cái điều kiện này thường thường một số người họ thêm vào là nó không nằm trong 37 khoản bị loại trừ của thuế thu nhập doanh nghiệp, được chưa các em? Được chưa? Nhớ nằm lòng chưa? Sao? Có gì không? Bốn nguyên tắc: một, hợp pháp hợp lệ; hai, có liên quan sản xuất kinh doanh; ba, thanh toán thu nhập doanh nghiệp; bốn, không hợp pháp hợp lệ được. À, có nhiều anh chị kế toán còn gắt hơn nữa là bắt phải viết ra, không được viết viết tắt nữa kìa. TM là hoặc là CK là không chịu, trả hóa đơn là yêu cầu phải ghi chuyển khoản đàng hoàng chứ không được là ghi TM hoặc CK nữa đó. Đó thì đó là những cái đó là vậy, mình ra ngoài đời có nhiều người thì nó thẳng một câu là họ không hiểu cái trong đó là bằng cái gọi là hủ cái gì hết, ngu tới mức độ nữa là cứng nhắc như vậy luôn nha, không được. Bắt bẻ cái gì cho đáng, đúng không? Rồi, những cái thông tin nào mà chúng ta không cần phải ghi trên hóa đơn đó thì chúng ta tham khảo cái khoảng 14 điều 10 ha. À, nãy là tới chỉ tiêu số mấy rồi? Năm. Số mấy rồi?
À, coi mọi người có nhìn không? Rồi giờ chúng ta sang chỉ tiêu số mấy? Chỉ tiêu số 6 là gì? Thầy các bạn, chỉ tiêu số 6 là gì? Đây là đây nguyên cái này gọi là chỉ tiêu số 6. À, về nội dung nè. Rồi tiếp theo chỉ tiêu số 7 là gì? Thanh toán số tiền bằng chữ, đúng không? Người mua hàng, chữ ký, người mua hàng, người bán hàng. Ở đây là liệt kê theo cái trình tự của thằng thuế nó liệt kê nha, chứ không phải là từ trên dưới số 1, số 2, số 3 nha. Cái chỗ người mua hàng nó bắt buộc. Từ từ. Rồi đây tiếp nè. Tới đi. Từ từ ra sẽ trả lời cho em câu này. Rồi. Kế tiếp là số 8 là gì? Dưới người mua hàng là gì? Không phải. Nó lại quay ngược nó lên. Đó là ngày đây là ngày lập hóa đơn, nó lại quay ngược cái lên là ngày lập hóa đơn. À, xong rồi bắt đầu đi xuống tiếp là gì? Ngày ký số. Nó hai cái nó đi ngày ngày lập và ngày ký là hai chỉ tiêu nó liên tục với nhau. À, rồi số 10 là gì? Là mã. Mã cơ quan thể. À, nó đi như vậy đó, chứ không phải là mình mường tượng là chắc quá đơn nó đi trình tự là số 1 là bên đây, số 2 là đi trên dưới nó. À, nó nhảy như vậy đó. Rồi cái rồi. Cái này bây giờ em cho phép anh để thay thì nói xin cho đỡ chút đỡ mệt. Về các cái trường dữ liệu trên hóa đơn điện tử này thì chúng ta có được quyền có những cái chỉ tiêu không ghi không? Xin thưa rằng có, bởi vì trên về mặt thực tế, kinh tế, về mặt tình hình thực tế thì có những cái chúng ta không thể nào ghi được. Giả dụ những trường hợp mà tôi bán cho cá nhân, nhưng bây giờ cá nhân nó không lấy hóa đơn, nó không muốn cung cấp thông tin thì bây giờ có bán hàng đó không? Bán. Bán vẫn bán như thường. Và chúng ta ghi gì? Lẻ. Giống như trước đây chúng ta gì? Khách hàng không lấy hóa đơn, khách hàng không cung cấp địa chỉ, khách hàng không cung cấp mã số thuế thì tôi vẫn thích có đơn bình thường, tôi bán thế thôi. Tôi đâu phải là cái người mà có súng trong tay, tôi kê đầu khách hàng, ê mà cai nha, con cai bắn mày chết à, đúng không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, đối với những trường hợp mà quá đơn mà lên cơ quan thuế để xuất từng lần thì tôi đâu có thấy tên công cần phải cấp cung cấp cái chữ ký số người bán được không? Được. Bởi vì sao? Đây là hóa đơn cấp từng lần của thuế thì thuế đã có trách nhiệm là người thật việc thật rồi, đúng không anh chị? Đúng không? Cái thứ ba nữa, không cung cấp cái chỗ ghi đơn vị tính số lượng, được không? Được. Đối với trường hợp gì? Dịch vụ. Ví dụ tôi cung cấp cho chị là gì? Xây dựng công trình nhà ở của chị, ghi có tiền nhiều được không? Đúng không nào? Về mặt thực tế tôi nói thẳng, tất cả chúng ta có thể đều ghi được cả hết, chúng ta không? Ví dụ tôi ghi là một vụ, một việc, đúng không? Đúng không? Một cuộc được không? Được. Số tiền đơn giá được không? Được. Tôi cung cấp cho chị một một cái buổi tư vấn, tôi ghi một vụ, số tiền 3 triệu, được không? Đơn giá 3 triệu, được. Em mà em nghĩ là chị nghĩ thực ra mà nói như thế này em ạ, người ta bảo rằng tôi không ghi được, nhưng tôi cũng nói với em một điều thế này là tất cả chúng ta đều ghi được cả, không phải được không được. Bởi vì sao? Tại vì chúng ta ngôn ngữ chúng ta nghèo nàn quá, chúng ta nghĩ ra chúng ta nói không được, đúng không? Đúng nè, em thử nghĩ đi, em thử nói một công việc gì đó mà em không ghi được, tôi nói cho cái nói cách đi cho nghe. Mình mặc định cái công ty mình sẽ cổ phần nó có cái quy chuẩn về giá của nhân lên 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 l
ví dụ nha, tôi hiểu em rồi, nhưng thế này nè em, ví dụ em là công ty dịch vụ nha, về thẩm định giá đúng nào, đúng không? Rồi ví dụ em có thể ghi gì, thẩm định giá căn nhà số 1 nhân 10 triệu, một vụ 10 nhân 10 triệu thành 10 triệu. Thẩm định giá cái hệ thống cấp nước một vụ nhân 5 triệu cộng lại 15 triệu. Được không? Được hết á. Nhưng thực ra tôi hiểu với em nói rồi, nhưng về mặt thế này, có những cái ví dụ như để trả lời câu hỏi luôn, có những cái hợp đồng xây dựng chẳng hạn, mà trong đó là vật tư tiêu hao về nguyên nhiên vật liệu nó rất nhiều, thế thì người ta ghi thế nào? Như hồi nãy tôi nói, tôi xây dựng căn nhà tại địa chỉ số mấy này, tại chỗ địa chỉ số mấy nha, cho bà Võ Thị Xuân, đúng không? Đúng không? Số tiền là 10 tỷ, 2 tỷ nha. Theo căn cứ, theo hợp đồng số mấy ngày mấy, được không? Chứ tôi đâu có kê ra là bao nhiêu cái vật tư thiết bị gì nọ được nổi, đúng không? Cái đó các vị chứng minh bằng các hồ sơ chúng ta, hợp đồng nè, bản thiết tính nè, bản dự toán nè, bản khái toán nè, được không? Đúng không các anh chị? Được không nè? Còn riêng về cái mặt, chẳng hạn như đi về mặt, tôi nói thẳng nhiên quá đơn về học uống đi, về mặt nó thật ra nếu về thuế đó thì đương nhiên nên cho người ta trừ, bởi vì đây tôi trả lời thanh tuấn luôn, dịch vụ ăn uống, cung cấp cơm chưa tiếp khách, được không? Được, ví dụ vậy. Nhưng mà về mặt cái ông người bán hàng, tức là nhà hàng, ông mà ghi như thế là tôi không chịu, là bởi vì sao? Ông bán tôm này món gì, không? Tôm xào, tôm chiên nha, hay là gì, à, cháo hồng ngư, đúng không? Thì ông phải kê ra để tôi mới kiểm tra giám sát hàng hóa nguyên liệu của ông được chứ. Ông ghi kiểu là tôm chưa tiếp khách, tôi biết ông lấy gì, đúng không? Theo tôi về mặt nguyên tắc thì không làm khó các ông người mua đâu, tôi làm khó các ông người bán đấy, đúng không? Rõ ràng không nào? Các anh chị phải nhớ thế này, mình không phải đứng về vai trò giác độ của mình là người bán hàng, mà chúng ta nên đứng vai trò cái giác độ của khi chúng ta phải giải trình được cái thuế, chúng ta phải chứng minh được cái hàng hóa chúng ta bán ra, cái giá vốn của nó, cái nguyên nhân vật liệu nó là như thế nào để ta mới trừ kho chứ, không không lẽ các anh chị nhìn lên trời, ủa món này ở xi măng nhiêu, cát nhiêu, đá nhiêu, đúng không? Không thể nhìn như vậy, đúng không? Làm sao anh giải thích được ta trừ nguyên nhân vật liệu, đúng không? Anh chị hàng đó mình kho cái gì, đúng không? Nó xuất kho cái gì, đồng ý không? Là ta đứng về mặt chúng ta vậy, tôi không cần phải quan tâm đến cái chỗ này như thế, mà tôi quan tâm cái chỗ hoàn thiện doanh nghiệp của tôi, đúng không? Các anh chị suy nghĩ đúng không? Tôi có thể khăn chỉ là bây giờ không có hóa đơn chứng từ thì bây giờ tôi khoán chi không tắt tiếp không? Nhưng tôi nói thật, khoản nào mà đi có hóa đơn chứng từ thì tôi buộc các anh chị nó đi về để đưa hóa đơn chứng từ cho tôi. Tại sao? Được, tôi không bỏ xong đi về em sẽ lại đúng không? Đúng không? Đúng không? Chịu không nào? Không có thể không nào, ông nói về tôi đi ở này nọ, sẽ cứ ở khách sạn nói tới năm sau đó, tôi đi tới một đêm đó tới 10 triệu đó, chết tôi không? Đúng không? Tôi định mức cho ông đi khách sạn ở 3 sao thôi, và tối đa ông phải chi là 2 triệu một đêm mà thôi, và ông phải đem chứng từ đó về cho tôi. Mà cái quy định nó phải có trong quy định, có quy chế tài chính, có hợp đồng lao động, có các cái động viên khác nghe, chứ không phải là anh chị nói sao nói, đúng không nào? Được chưa, rõ chưa? Về mặt thực hỏi các anh chị, về mặt quản trị có thằng chủ là nó ngu mà nó cho chi tiền rất vui vẻ vậy không, đúng không? Chúng ta phải xây dựng cái định mức công tác phí, đúng chưa? Ví dụ hội đồng quản trị đi thì ở mức nào, khách sạn là tầm bao nhiêu, hoặc là thoải mái ha. Rồi ban giám đốc đi ở tầm bao nhiêu, trưởng phòng kinh doanh đi, các trưởng phòng đi thì nó ở bao nhiêu, rồi nhân viên kinh doanh hay đi thì nó ở bao nhiêu đó, chúng ta phải xây dựng nên cái định mức, chúng ta gọi là định mức công tác phí luôn á, chúng ta phải ghi rõ ràng ở khách sạn là khoảng bao nhiêu, rồi giặt ủi nè, thậm chí giặt ủi bao nhiêu, rồi tiền xe ôm định mức khoán là bao nhiêu một ngày hay gì đó, là ghi ra hết trong đó. Cái đó tôi chỉ cho anh chị cái làm nè, cái gì khoán thì khoán tiền khách sạn, nhưng phải có hóa đơn. Cái gì là gì? Cái thứ hai nữa, những khoản chi nào mà không thể lấy được hóa đơn, giống kiểu như xe ôm như anh Thiền nói,
thì ta khoán luôn chi phí đi lại, chi phí gì nợ cho anh, tất cả là một cột, tất cả đi trong đó. Từ ai biết anh ở cách cái chỗ công ty của mình là anh đi ở 300 cây số là khoảng khoán gì là bao nhiêu, trên 500 cây số là khoán bao nhiêu, trên 1000 cây số đi ra Hà Nội là khoán chi cho bao nhiêu, các anh chị rõ chưa? Về mặt quy chế tài chính là như vậy, học chưa nào? Cái gì không lấy được hóa đơn thì khoán, để chi nó không, không nghĩa là chúng ta không bị dướng díu về mặt thủ tục hành chính giấy tờ nữa, được chưa? Rõ không? Rõ nè, các chị là thắc mắc được không? Được chưa ha? Rất đơn giản mà, vậy ta không lấy hóa đơn được thì chúng ta dùng cách khác, dùng sao để cho chúng ta nói chuyện với thuế một cách hợp lý hợp tình, không ai bẻ được luôn nữa. Tôi nói thẳng một câu, khi tôi nói là tôi viết ra tôi làm hồ sơ xong rồi, ông không có cửa nào ông bẻ tôi được, được không? Được ha, ok ha. Đấy đó là cái giao cách. Ví dụ bây giờ tôi nói gì về xăng nè, xăng ví dụ bây giờ tôi chi tiền ra thì lấy nhập cá nhân đúng không? Được, tôi mua xăng, tôi kiểu xăng đó, nhà cái thằng tạm xăng nó bán cho tôi 30 cái túi xăng, mỗi tháng một ngày tôi cho cô, mỗi tuần tôi cho cô 2 lít xăng, mua 2 phiếu xăng, mỗi xăng 2 phiếu 2 lít là 4 lít, xuất quá đơn về công ty cho tôi, cô có chịu hết nhập cá nhân không? Không, được không? Tao làm gì được không? Rồi các bạn trả lời được không, được trả lời gì chúng ta chết được, ngồi yên, ngồi yên được, ra lại giải thích nữa, giải thích nữa các bạn lại ngồi yên nữa, ra lại giải thích nữa. Rồi một trường hợp mà chúng ta hay thường gặp và chúng ta hay thường hỏi đó là gì, cái ngày lập và ngày ký khác nhau thì sao, đúng không? Chúng ta hay hỏi đó, và bạn Duyên nói cái nào. Rồi, hành vi đó thì như thế nào? Có bị xử phạt gì không? Hả? Sau này nó này chấp nhận nha. Ừ. Cái đó thì vẫn phạt tiền, nhưng mà sau thì vẫn có chấp nhận. Nếu mà chúng ta không chứng minh được, không giải thích được thì nó đưa vào chúng ta là ký hóa đơn sai thời điểm, đúng không? Mà ký hóa đơn sai thời điểm thì chúng ta bị gì? Bị xử phạt vi phạm hành chính. Mức phạt là bao nhiêu? Bốn đến tám chia đôi. Ngoài ra thì chúng ta còn cái gì nữa không? Để hồi trước giờ đó là các bạn hay chỉ quan tâm đến cái vấn đề là doanh nghiệp trong nước thôi. Ví dụ mà chúng ta xuất khẩu, chúng ta lập hóa đơn liên quan đến doanh nghiệp xuất khẩu thì sao? Nếu mà lập hóa đơn không đúng thời điểm đi thì chúng ta là có ngoài xử phạt vi phạm hành chính ra chúng ta còn gì nữa không? Chúng ta sẽ bị 4 đến 8 ngay. Còn đối với quốc tế, đối với mà xuất khẩu đó là chúng ta sẽ không được hoàn thuế đó. Cho nên thường là chúng ta hay quên cái này nè. Đó, chúng ta không hoàn thuế đối với cái tỷ lệ của cái hóa đơn mà chúng ta xuất đó. Đó, chúng ta nên về chúng ta đọc kỹ cái này ha. Ngoài bị phạt là đối với hóa đơn xuất khẩu nha, ngoài bị phạt cái này ra là chúng ta còn cái này nè. Mà thường là chúng ta chỉ lưu tâm đến cái này thôi, chúng ta lại không có nhớ đến cái này đâu. Cho nên là các bạn hay hỏi là hỏi cái này, và các bạn chỉ và cơ quan thuế họ chỉ trả lời gói ghém ở chỗ này thôi. Cho nên là mình phải biết liên quan đến doanh nghiệp mà mình có xuất khẩu, mình phải biết vấn đề này nữa. Ví dụ á, xuất khẩu mà cái kia là người ta khác nhau, không? Đúng rồi. Nếu mà đã xác định là xuất hóa đơn sai thời điểm là vi phạm, là xác định là hành vi vi phạm thì sẽ không được hoàn thuế. Thì cái đó là tùy mình giải trình cơ quan thuế nó chấp nhận thì nó không đưa mình vào cái hành vi vi phạm thì nó sẽ không xử lý, còn nếu mà nó đưa vào mình vào hành vi vi phạm thì nó sẽ xử lý được cái đó. Thì phải giải trình chứ.
ngày lập và ngày ký, nếu mà em không giải trình được thì nó đưa em vào là cái dạng là làm hóa đơn không đúng thời điểm đó. Hiểu, hiểu. Nhưng mà chị bị gia công nó không xuất hóa đơn là đúng như ngày 36, nó không xuất được kịp xong với nó người cho nên chị phải bỏ chữ số bị khách hàng. Cái ngày đó khách hàng hóa đơn tại chúng tôi gửi cái mẫu còn một lên thuế đúng không? Chờ mấy ngày sau, một ngày sau nhưng mà nó kêu hả cán bộ thuế đi đâu á cái gì đó mấy ngày, 6 ngày sau nó mới kêu là nó được xuất hóa đơn. Rồi cái qua ngày 8 tháng 8 nó mới xuất hóa đơn cho chị. Nhưng mà hàng thì mình nhưng mà chị là bên mua mà. Chị bên mua. Thì không nghĩ là để tránh là ví dụ như cái tại vì chị đã thay thế theo tháng thì cái phần đó là nó thuộc của tháng 7, thuộc chi phí của tháng 7 đúng không, mà tháng 8 mà cái xuất hóa đơn thì chị phải làm cái biên bản cho nó biết chị là ngày 36 không à, tháng 6 tháng 7 không nó đâu có quy định chúng ta là căn cứ vào biên bản hay gì, nó chỉ bây giờ nó chỉ quy định chúng ta là ngày lập và ngày ký thôi, chứ nó đâu có nói là chúng ta phải có cái biên bản. Hàng ngày trước hóa đơn ngày sau á, chị này sẽ sao, nhưng mà nó nằm ở chỗ khai kê khai thuế, hạch toán cái hạch toán thuế nó khác với lại hạch toán kế toán. Để tôi nói gì cho chị nghe nhé. Rồi tập trung nè. Này các bạn nghe, về mặt ngày lập và ngày ký có sự sai biệt nhau không? Có. Được không? Được. Về mặt quan điểm của thuế, khi thuế mà muốn thu tiền thuế của chúng ta thì thuế bao giờ cũng muốn thu nhanh, thu sớm nhất. Do đó nếu như thế trong trường hợp ngày lập và ngày ký hóa đơn nó khác nhau thì quan điểm của thuế là mày lập ngày nào thì phát sinh nghĩa vụ thuế ngày đó, tao tính thuế. Còn cái chỗ người mua thì thực ra mà nói một câu thế này, nếu các bạn gọi là lấy cái ngày lập của người ta để các bạn ghi nhận thì xin hỏi tại thời điểm đó có chữ ký số của người bán chưa? Chưa. Có mã số của thuế cấp chưa? Quá đơn đó chỉ có hợp lệ hợp pháp chưa? Thì về mặt nguyên tắc thì chúng ta nên suy nghĩ cái này, những hóa đơn nó chưa hợp lệ hợp pháp mà ta ghi nhận cái gì, đúng không? Nhiều người về đã nói câu như thế nhưng tôi không đồng ý quan điểm đó. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là thật ra mà nói khi hóa đơn nó đã có chữ ký số người bán và người bán đã gửi cho người mua thì từ thời điểm đó các bạn có quyền ghi nhận hóa đơn đó bất kỳ lúc nào. Tôi nói thẳng luôn, bất kỳ lúc nào. Tại sao? Tại vì các bạn ghi nhận càng trễ, xin khấu trừ càng trễ thì nhà nước lợi hay là nhà nước không lợi? Nhà nước lợi quá đi. Bu gì tôi nói thiệt các bạn, để 8 tháng sau bạn ghi nhận đi. Đúng không? Đó là trường hợp bạn bị khai sót qua đường đó. Đúng không? Và về đó tôi nói thẳng luôn một câu, cái gì mà là lĩnh hưởng của bạn đó thì bạn nó thật ra nếu bạn kê khai bổ sung của cái kỳ sai tiền sót có đơn hoặc bạn kể kê khai tại kỳ hiện tại bạn phát hiện ra thì thật ra như thế này bạn cũng chẳng có lợi gì, doanh nghiệp của bạn cũng chỉ được trừ tại thời điểm đó mà thôi, đúng không nào? Thế thì làm khó doanh nghiệp bạn đắt gì? Theo tôi cứ tại kỳ hiện tại bạn phát hiện bạn bị bỏ sót thì bạn được quyền kê khai tại thời điểm đó, thuế cũng bắt bẻ gì cũng rất chi vui cho bắt bẻ, đúng không? Thật ra thì bạn được lợi, các bạn có mất có thuế mất không? Nhà nước có mất đâu, không, chính bạn bị thiệt hại. Nó để càng lâu bạn càng bị thiệt. Chị Trang có ý kiến tại vì ý chị Ngân á là chị trong cái tháng đó chị đã xuất đi rồi. Đúng rồi. Chị xuất khẩu rồi thì theo em là chị Ngân sẽ dựa vào cái chuyện sách kho để hạch toán nhưng mà không kê khai thuế, mà kê khai thuế là cái thời điểm mà nhận cái hóa đơn đó thì Ngân mới kê khai. Còn đó là về mặt kế toán thôi. Là chị Ngân hạch toán ngay cái thời điểm. Tất nhiên để nó không ăn kho, về mặt kế toán là như vậy. Thực ra mà nói như thế này nè, tức là hàng về trước quá đơn về sau đúng không? Và trong trường hợp đó bà Ngân đó, bà đã xuất quá đơn, bà đi tắm, bà xuất khẩu đi. Thì theo tôi đó, thì trường hợp đó bạn vẫn ghi nhận và bạn thế gì? Bạn vẫn phải xuất quá đơn cho cái người khách hàng nước ngoài để hoàn thành. Còn cái chuyện bạn ghi nhận gọi là cái chuyện đi chơi là về kho đó, thì bạn có quyền ghi nhận nhập kho. Bạn có quyền hồi ngược lại sau này bạn ghi nhận đó nha. Lỗi không phải về bạn, và cái thằng bị lỗi là cái thằng bán hàng cho bạn là xuất hóa đơn sai thời điểm. Chúng ta có quyền ghi nhận không? Có nha. Lỗi ai thì người đó chịu,
đúng không nào? Đồng ý không xem? Ai làm người đó phải chịu tội. Tôi không thể nào gọi là không bán được. Nếu bà không xuất hóa đơn cho tôi thì không lẽ tôi không được người bán à? Tôi phải chịu chết à? Trong khi đó trong hợp đồng tôi phải ngày tôi đầu tháng 7 thì tôi phải giao hàng cho ông Choi, ông Kim. Thế thì tôi phải là bán không? Giao không? Giao, không giao thì bị phạt sao? Ok, như là thành ra do đó về mặt hạch toán kế toán anh chị quay ngược lại cho tôi đi. Và các anh chị chứng minh giải trình được. Không có vấn đề gì, tôi có làm gì sai đâu. Người mua bán đâu có lẽ pháp mà. Và cái người sai là người bán hàng không xuất hóa đơn đúng thời điểm. Được chưa? Không biết là nhé. Rồi, chúng ta tiếp. Còn cái chuyện mà chúng ta được ghi nhận bên mua, ghi nhận thời điểm nào thì từ thời điểm hóa đơn đó nó đủ hợp lệ hợp pháp thì có quyền phản có quyền ghi nhận xuất rộng được. Đối với bản điểm của tôi. Rồi, trong cái nội dung hóa đơn chúng ta tiếp tục là số 11, chỉ tiêu số 11 ha. Mấy cái này thì không quan trọng thôi, bỏ qua. Chỉ tiêu số 12 cũng vậy, chúng ta đi nhanh ha. Chúng ta cũng sắp hết giờ. Tên mã số thuế của tổ chức nhận in là hồi nãy là hỏi được hay không được đó. Rồi, chữ viết, chữ số, đồng tiền thể hiện trên hóa đơn, cái này cũng đã nói nhiều rồi. Rồi một số trường hợp mà không nhất thiết phải đầy đủ nội dung, chúng ta về chúng ta xem tại điều 10 của nghị định 123 ha. Ví dụ như là hóa đơn mà liên quan đến vận chuyển hàng không nè, về hóa đơn đối với xây dựng lắp đặt sản xuất cung cấp sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp quốc phòng an ninh phục vụ thì nó những cái này là không không nhất thiết phải có đầy đủ cái nội dung ha. Thì chúng ta về chúng ta tự đọc tại khoảng 14 điều 10 nghị định 123 ha. Rồi, sử dụng không hợp pháp hóa đơn là trường hợp thứ hai là tẩy xóa sửa chữa không đúng quy định nè. Rồi sử dụng hóa đơn chứng từ khống. Rồi những cái này thôi chúng ta về chúng ta đọc tiếp đi. Bị lố giờ rồi. Tại vì làm là phải làm để đầy đủ nội dung chứ còn mình nói thì nó không nói đâu nói. Để thì gửi với các em nó coi nó đầy đủ hơn chứ còn bây giờ mà anh chỉ nói với anh thì không nói rồi. Bao giờ mà cho xong không biết xong nổi đâu, đang muốn làm slide. Tại vì mỗi cái nó đều thật ra anh muốn giải thích hết cho mọi người từng khoản nhưng mà không có thời gian đâu. Để đợt hai tiếp luôn. Rồi, chúng ta cô động lại những gì nãy giờ liên quan đến hóa đơn sử dụng bất hợp pháp ha. Thứ nhất là trường hợp thứ nhất là bên bán là cá nhân nạp tiền vào và bên mua, sau đó gì, bên mua chuyển tiền ngược trở lại cho bên bán, rồi sau đó những trường hợp này là doanh nghiệp mua hóa đơn để khai khống nè ha. Tức là bên bán là một cá nhân thôi. Ví dụ như bây giờ là anh đến với chỗ anh Hùng nè, anh là cá nhân, anh Hùng có công ty, nhưng mà anh có cái mặt hàng đó anh bán nhưng mà anh không có xuất hóa đơn được, anh mới nói với anh Hùng để em nạp tiền vào tài khoản của anh ha. Sau nạp tiền vào bên mua để bên mua anh chuyển tiền qua cho ảnh, xong rồi là ảnh xuất hóa đơn đó để bên kia họ bắt đầu họ xuất chuyển tiền ngược lại cho mình đó. Hoặc là trường hợp thứ hai là bên mua họ chuyển tiền trực tiếp cho bên bán luôn, nếu bên mua hóa đơn đó họ chuyển tiền cho bên bán luôn, rồi sau đó là bên bán họ sẽ trả lại tiền mặt hoặc là họ chi bằng cái xét đó. Những trường hợp này thì họ thật ra thuế họ coi sao kê ngân hàng cái là họ biết liền thôi, chưa chắc đã biết. Nói cái này nha, Phật tà đạo nha, nhưng nói chỉ cho mình biết vấn đề thế này. Tại sao đặt ra cái điều quy định là các khoản hóa đơn trên 20 triệu phải thanh toán không dừng lại là để chống lại cái đám mua bán hóa đơn? Cái mục đích đó là vậy đấy. Và thế này nè, tôi nói thẳng luôn, hồi đó là ví dụ trong ngành nông sản tôi cần hóa đơn về nông sản, không kia không xuất hóa đơn,
thay vì thuế xuất qua đơn là 5%, chỉ thấy 3 thôi. Đó là cái cái thứ hai, khi xuất hóa đơn, ông xuất hóa đơn cho tôi nha, thì tôi gì, tôi làm cái quỹ nhiệm chi là đưa cho cái thằng cha kế toán cầm đi, thì ông đồng thời cái ông bán hóa đơn này nè, ông viết một cái xét lĩnh tiền mặt để tôi học nha. Thì bây giờ đó tôi với ông cùng đi ra ngân hàng gần đó thôi, ông nợ, ông tôi đưa cái hợp quỹ nhiệm chi cũng đồng thời nộp luôn cái giấy lĩnh tiền mặt, hiểu cái đây chưa? Rồi thì tiền về là phải cái cọc rút tiền mặt ra. Xin lỗi anh Hường nha, anh lấy tiền mặt tức là gì, tôi lấy tiền về cho công ty của tôi mà không để tên của tôi nha. Có nhiều kế toán rất là dở chỗ này nè, lại để tên của kế toán của mình, thành ra giấu cái đầu mình lầu cái đuôi, cái gian nó quá rõ luôn nha. Hôm trước tôi có nghe cái vụ mà anh chị em là phản ảnh tôi đó, là đi rút tiền và này nọ mà đi ghi về kế toán của doanh nghiệp để tên kế toán của mình chứ, mới đọc chứ lầu cái đuôi ra, hiểu không nè? Hiểu không? Thì bây giờ công an nó nhào vô nó giật một phát là coi như bị xét ra được, đúng không? Thành ra do đó anh Hiền lưu ý các anh chị là vậy, là khi đó công an nó coi gì, bản sao kê nó coi này nọ, thứ nhất có cái hiện tượng vừa tiền về rút tiền ra đây, thứ hai rút tiền này là người ai, là người của công ty đó, đúng không? Thằng kia xuất hóa đơn cho công ty thì công ty để cử người nhân viên của mình đi rút tiền và lấy cái tên của người nhân viên đó là tiền được, hiểu chưa? Rõ chưa? Hiểu cái này chưa, cái này chưa? Và thế này nói để cho học chút kinh nghiệm chứ không phải làm cái chuyện tà đạo nha. Đấy, những bài học rất là kinh nghiệm xương máu đó. Rồi trường hợp thứ hai đúc kết là người lao động mua hóa đơn để hợp thức hóa thanh toán, thì cái này này nãy có chia sẻ là ví dụ như là đi công tác hay như nào đó ha. Trường hợp thứ ba là người bán hàng mua hóa đơn giao cho người mua, có nghĩa là bên người bán đó, không có đi lấy hóa đơn ở một chỗ khác đó để giao cho người mua ha. Ví dụ như bán hàng cho công ty A nhưng mà mua hóa đơn thì hóa đơn công ty B, sau đó công ty A thanh toán cho công ty B, rồi công ty B mới trả tiền lại cho cái cá nhân hoặc là tổ chức hoặc là cái doanh nghiệp kia ha. Ví dụ như hôm trước trong cái vụ án mà Thủ Đức Hao á, các bạn có theo dõi cái vụ án đó không? Một cái vụ án rất là lớn luôn, về mua bán hóa đơn trốn thuế, lát anh sẽ chia sẻ cụ thể về đó. Thì anh trong đó anh có bảo vệ hình sự cho một cái ông giám đốc của trong cái hệ thống công ty đó. Thì ví dụ như ông A đó, ông đi mua linh kiện điện tử trôi nổi ngoài thị trường đó, ông ra ngoài chợ Nhật Tảo nè, chợ đó là chuyên về điện tử đó, ông đi mua những cái đó xong rồi ông mới hợp thức hóa lại những cái đơn vị khác, ông mua hóa đơn từ những cái đơn vị khác để ông cung cấp lại cho cái công ty kia đó. Thì cái trường hợp đó là người bán hàng mua hóa đơn để giao cho người mua, nghĩa là ông có hàng nhưng mà ông không có cái hàng đó, nó là ông mua trôi nổi thôi. Đó, là ông đi lấy cái nhưng mà ông mua lấy hóa đơn ở chỗ khác để ông cung cấp cho cái chỗ mà đơn vị mua hàng ông. Rồi hoặc là công ty A là chuyên về xăng dầu hay vật liệu xây dựng, chúng ta lưu ý chúng ta làm bên lĩnh vực mà xây dựng đó, chúng ta hay có cái vấn đề này là chúng ta khi mà chúng ta thuê người lao động á, thuê nhân công lao động á, là bây giờ cái luật lao động nó khó ở chỗ là bảo hiểm xã hội rồi đăng ký tăng giảm rồi thường xuyên này kia nọ chúng ta làm không dễ, cho nên là liên quan đến thuế thu nhập cá nhân này kia nọ, cái chúng ta hợp thức hóa bằng cách là chúng ta đi lấy hóa đơn chi phí nhân công ở một cái công ty khác, là chúng ta đây cũng là trường hợp này, là trường hợp rất là nhiều. Trường hợp này hình như là có một công ty ở Hải Phòng hợp thức hóa bằng chi phí nhân công lao động, nó cũng bị xử lý về hành vi trốn thuế.
xử lý hình sự về hành vi trốn thuế đó. Mặc dù cái này là này không có nộp. Trường hợp này là hợp thức hóa bằng cách lấy hóa đơn đó. Như hôm rồi anh gặp một khách hàng á, là cái chị này á, là cái công ty này là chuyên về làm dịch vụ vệ sinh cho những cái tòa nhà chung cư, những cái tòa nhà thương mại đó, nhưng mà có thuê người lao động đàng hoàng, sổ sách có chi lương chi đồ, nhưng mà không về mặt thuế thì cái đó bà sợ thuế nó lội ra, tại vì không đầy đủ điều kiện để cho là chi phí thuế thu nhập chịu thuế, cho nên lại đi lấy một cái hóa đơn của một cái đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ lao động, chuyên cung cấp nhân công, thì sau đó là cơ quan công an họ họ mời lên, tại vì nó nằm trong cái đường dây mua bán hóa đơn, cho nên cơ quan công an họ mà mời cái công ty đó lên làm việc, thì bên đó họ có thường thuê bên anh là đại diện để giải trình với lại xử lý vấn đề đó cho họ, thì đó cũng thuộc cái trường hợp này. Trường hợp thứ ba, ví dụ như là xuất khống vận chuyển, tức là thường thì gặp ở đâu, gặp ở những cái doanh nghiệp mà vận chuyển logistics đó, thường thì hay có vấn đề này. Chuyên gia, ví dụ như cái anh đó, anh có chiếc xe tải, đúng không? Anh có chiếc xe tải, anh là cá nhân, anh không xuất hóa đơn được, xong anh chạy, xong anh lấy một cái hóa đơn vận chuyển ở một cái đơn vị khác, để anh hợp thức hóa cái chi phí đó, cái bản đó. Là trường hợp này là cũng là sử dụng không hợp pháp hóa đơn chứng từ ha. Rồi đây là cái công văn 1873 nè, tăng cường rà soát nộp thuế đối với rủi ro hóa đơn, chúng ta cũng nên về chúng ta đọc cái công văn này. Cái này là của tổng cục thuế đó, còn hồi nãy cái văn bản kia là của thằng thuế Hải Phòng, còn này là của tổng cục thuế. Nó rất là nhiều trường hợp, ví dụ như là doanh nghiệp mà thay đổi người đại diện trước pháp luật từ 2 lần trở lên trong vòng 12 tháng là nó đưa thằng này vào diện là doanh nghiệp rủi ro, là cần phải rà soát. Hoặc thay đổi người đại diện trước pháp luật, đồng thời thay đổi luôn chuyển địa điểm kinh doanh luôn, là nó đưa vào cái dạng rủi ro, doanh nghiệp rủi ro. Doanh nghiệp có số lần thay đổi trạng thái hoạt động hoặc số lần thay đổi kinh doanh từ 2 lần trong năm. Thay đổi trạng thái hoạt động, tức như tạm ngừng kinh doanh xong rồi mở rồi lại gì là tạm ngừng, hoặc là đó, cái trạng thái hoạt động trên cái cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp đó. Rồi, doanh nghiệp mới thành lập có địa điểm kinh doanh không cố định, có nghĩa là mới thành lập mà chuyển địa điểm kinh doanh nhiều lần trong 1-2 năm hoạt động đó, mới thành lập mà đó là chuyện, cái này là cơ quan thuế họ cũng đưa vào là doanh nghiệp dạng rủi ro luôn. Chứ không phải là mà trước giờ chúng ta không có đọc cái văn bản này, cho nên chúng ta nhiều khi chúng ta không để ý những cái chi tiết, những cái nhỏ nhặt như vậy, nhưng mà họ đã lập trình rồi đó, nghĩa là họ đã đưa vào cái phần mềm đó, những cái doanh nghiệp nào mà chạy đó là nó sẽ chạy vào cái cảnh báo. Tại vì cái này là một cái văn bản liệt kê hẳn hoi của tổng cục thuế. Rồi, doanh nghiệp chuyển địa điểm hoạt động kinh doanh sau khi đã thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, có nghĩa là đã có cái thông báo không hoạt động tại địa chỉ đăng ký rồi mà doanh nghiệp đi chuyển địa điểm kinh doanh sau thời điểm đó. Doanh nghiệp thành lập do cá nhân có quan hệ gia đình cùng tham gia góp vốn như vợ chồng anh em ruột, là những doanh nghiệp nào mà có vợ chồng anh em ruột cha mẹ này kia nọ mà có quan hệ cùng nhau góp vốn, là thằng thấy nó cũng đưa vào cái dạng dịch vụ rủi ro này thôi. Thường quá đáng đấy. Thường là nhiều đó. Chính đấy. Cái này là hư quá đáng. Thế là nói gì? Nó liệt kê quá chi tiết nó. Rồi, doanh nghiệp thành lập mới do người đứng tên giám đốc đại diện theo pháp luật do cơ quan thuế đã thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh. Có nghĩa là ở đây trường hợp nào, ví dụ ông A ông là giám đốc công ty B, công ty B nó đã bỏ, có cơ quan thuế đã thông báo là công ty B là bỏ địa điểm kinh doanh rồi, không còn hoạt động tại địa chỉ nữa, mà ổng đi mở tiếp công ty C nữa, thì
cái doanh nghiệp C này nó trở thành là doanh nghiệp rủi ro. À, tức là do người đứng tên giám đốc đại diện pháp luật, có công ty do cơ quan thuế đã có thông báo bỏ địa điểm kinh doanh rồi, nghĩa là do còn nợ thuế hoặc là tạm ngừng hoạt động kinh doanh có thời hạn rồi, nhưng mà lại mở một công ty khác, thành lập mới một công ty khác, thì nó đưa mình vào dạng rủi ro. Rồi, doanh nghiệp thành lập nhiều năm, cái này cũng gặp nhiều trên đời nè. Ai đánh mặt ai vậy? Doanh nghiệp thành lập nhiều năm, không phát sinh doanh thu, sau đó lại bán, chuyển nhượng cho người khác, là nó cũng đưa mình vào danh sách đỏ đó. Cái vụ này đó là gọi là vậy, là các anh chị nó có thể. Tiếp là doanh nghiệp thành lập không có giấy phép hoạt động khai thác khoáng sản nhưng xuất hóa đơn tài nguyên khoáng sản. Cái này là hoạt động ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhưng mà xuất hóa đơn là không đúng ngành nghề đó. Rồi doanh nghiệp có hàng hóa bán ra mua vào không phù hợp với điều kiện đặc điểm của từng vùng. Ví dụ như về miền Tây mà đi mua cà phê thì đó là đặc điểm không đúng đặc điểm của xuất hóa đơn, không đúng điều kiện đặc điểm của từng vùng đó. Ưu đãi gì chuyện này em? Ví dụ thì thực ra nó vậy nè, cái ý nghĩa câu này nè, ví dụ không tự nhiên ở Long An mà nên không ở đâu mà ông đi bán hồ tiêu ở dưới vùng đó, có phải dùng trồng cà phê hồ tiêu không? Hồ tiêu không, có bán cà phê, có trồng cà phê không? Dưới để bán. Mà em nói vậy là em ví dụ vậy, không tự nhiên ở dưới em đi lập bán kê, tôi mua hồ tiêu của bà Lộc, tôi mua hồ tiêu của bà Duyên là đó. Nghe là biết xạo rồi đó, đúng không? Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là gì? Bán kê mua của bà Xuân, cả năm mua cả bà Xuân đó là 200 tấn tiêu, không? Tới hồi già thuế về xác minh bà Xuân đó, với lại không cần xác minh bà Xuân đâu, 200 tấn tiêu của bà Xuân nó tương đương với bao nhiêu hecta? Đúng rồi. Thậm chí phải là bao nhiêu hecta đất mới trồng ra được 200 tấn tiêu? Hỏi khi thấy giờ mà biết ngay là bà Xuân này ở đây là bà ở chợ mà bà làm gì mà có số đất nào như vậy? Dạ xin thưa đồng chị ơi, cơ quan thuế họ để xác minh luôn cái vấn đề đó nha, hiểu tôi nói không? Đúng nè, đúng chưa? Đấy các anh chị hiểu không? Tôi nói thẳng luôn, những ông nội bán hóa đơn đó mà các anh chị hỏi xuất hóa đơn cái thứ trên trời dưới biển gì ông cũng xuất được luôn. Ông ở Long Khánh hồi đó, anh có hộp người ươi không? Xuất hóa đơn hộp người ươi được không? Được mày, được. Các anh chị nhớ là người ươi nó mua trong rừng, cái cây người ươi nó chặt xuống nó lấy người ươi. Ở đâu mà không có? Hiểu nói không? Thứ gì cũng xuất được hết trơn á, có thể nói là bán cái gì độc lập cũng bán được luôn. Vậy mà hay chứ. Được rồi, chúng ta tiếp là doanh nghiệp chưa nộp đủ vốn điều lệ theo đăng ký cũng liệt vào cái dạng là cảnh cáo ha, dấu hiệu đáng ngờ hết. Sai. Đâu ra vậy? Không có. Thế này, vốn điều lệ là chúng ta được quyền tự do và chúng ta phải nộp đủ vốn điều lệ trong vòng thời hạn 90 ngày kể từ sau khi ngày đăng ký. Có cái hai cái danh từ và có cái danh từ nữa, khái niệm nữa chị mà phải hiểu, đó là vốn pháp định. Vốn pháp định thường thì đa số đều cùng trùng với vốn điều lệ nha. Nhưng một số ngành nghề đòi hỏi phải có cái vốn pháp định mà theo pháp luật quy định. Ví dụ chị muốn mở sàn giao dịch môi giới bất động sản thì chị phải có 20 tỷ đồng. Thì chị phải làm 20 tỷ xong góp vốn thì mặt tiền nó một đống mười mấy tỷ mà không có tiền đâu ra. Thì chị mới có em. Thành ra do đó cái vốn pháp định là 20 tỷ là chị tối thiểu phải có 20 tỷ. Chị phải đăng ký vốn từ 20 tỷ trở lên mới được làm cái sàn bất động giao dịch bất động sản.
nha, và phải có mặt bằng là trọng tối thiểu là ví dụ như là 300 m², đó là những gọi là giấy phép con đó, giấy phép có điều kiện. Chị mở nhà hàng, chị mở cái quán ăn, chị phải có giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm, không có nha là không cho làm. Thứ hai nữa, chị có mà tôi vô tôi bất ngờ tôi kiểm tra tôi thấy trong bếp của chị trùng không à, là tôi rút đồ, tôi không cho chị hoạt động, hiểu chưa, rõ chưa các anh chị, hiểu chưa? Giấy phép đó, chẳng hạn chị làm mở dịch vụ karaoke nha, chị phải có giấy phép an ninh trật tự, chị phải có giấy phép an toàn phòng cháy chữa cháy, kêu là những giấy phép con. Tôi nói thẳng hồi đó có những người mà lại đây xin hộ kinh doanh, anh ơi này nọ xin thành lập hộ kinh doanh cho em được không? Nó được, chuyện dễ nha, lên tới hồng quỹ ban huyện mình xin cái giấy hộ kinh doanh cho bả mới lòi dành ra là bả hồi đó bả làm ở quận Gò Vấp, bây giờ bả xin mở hộ kinh doanh ở quận Tân Bình, mấy Tân Bình nó nói nó không được, lý do là bả làm ở trên kia rồi mà bả chưa có khóa, người ta khóa cái đó bả dạy, bả chưa trả giấy phép, mà phải trả giấy phép kia thì mà về Tân Bình thì mới xin cấp được. Các anh chị hiểu chưa? Một hộ kinh doanh, mỗi một cá nhân, hộ gia đình chỉ được một thành lập một hộ kinh doanh mà thôi, đúng chưa? Còn trong công ty thì thoải mái quá, bởi vì nhiều ca mới chơi cái trò là té lả bình bên đó, đúng như nào? Đúng không? Theo tôi đó, đáng lẽ nhà nước phải ngay từ đầu là những ông nội này mà mở doanh nghiệp mà đứng tên người đại diện pháp luật đó, mà mấy công ty đó mà ông chỉ là bỏ địa chỉ thì cái kinh doanh mà ông đi xin đó là chắc chắn không cho ông được. Rồi chúng ta tiếp là các doanh nghiệp mua bán sát nhập với giá trị dưới 100 triệu đồng ha, là cũng là thuộc diện là rủi ro nè. Rồi doanh nghiệp kinh doanh siêu thị bán lẻ hàng hóa tiêu dùng như hàng điện máy, kinh doanh ăn uống, nhà hàng, khách sạn, kinh doanh vận tải, kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh trong lĩnh vực khai thác đất đá cát sỏi, kinh doanh khoáng sản than cao lanh quặng sắt, kinh doanh nông lâm hải sản, nhân dân có phát sinh ngành nghề cho thuê nhân công đó, những cái này là nghĩa là nó là doanh nghiệp nó chuyên hoạt động cái này nhưng mà nó lại có phát sinh ngành nghề tôi thuê nhân công à, thì nó cơ quan thuế đưa nó vào danh sách đỏ. Rồi doanh nghiệp tăng đột biến, tăng doanh thu đột biến à, cụ thể thì kê khai trước doanh thu rất là thấp, sắp xỉ bằng không, nhưng kỳ sau đột biến về doanh thu có thể là tăng đột biến từ 3 lần trở lên so với bình quân à, nhưng số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp thấp, nghĩa là thuế giá trị gia tăng phải nộp là dưới 1% trên doanh số là nó cũng đưa vào cái dạng rủi ro. À, doanh thu lớn nhưng kho hàng không tương xứng hoặc không có kho hàng, không phát sinh chi phí thuê kho, nghĩa là đối với doanh nghiệp thương mại ha, doanh thu lớn mà không có kho hàng hoặc là kho hàng nó không tương xứng với doanh thu hoặc là không có phát sinh chi phí thuê kho là nó cũng đưa mình vào cái dạng là rủi ro nè. Doanh thu kê khai hàng năm phát sinh từ 10 tỷ đồng nhưng số thuế phát sinh phải nộp thấp dưới 100 triệu đồng, nghĩa là nó lấy mức 1% để nó làm cái ngưỡng. Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn với số lượng lớn từ 500 đến 2.000 số lượng hóa đơn nhưng mà số lượng hóa đơn xóa bỏ lớn, bình quân chiếm khoảng 20% số hóa đơn đã sử dụng là đưa vào doanh nghiệp cũng là doanh nghiệp rủi ro về hóa đơn. Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có số lượng hóa đơn điện tử giảm bất thường so với số lượng hóa đơn đã sử dụng theo cái nghị định 51, có nghĩa là hóa đơn điện tử cũ đó, với cái số lượng lớn nhưng mà sang cái sử dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 123 thì nó giảm bất thường, là nó đưa vào, nó so sánh hai cái đó để nó đưa vào chúng ta vào cái dạng rủi ro. Doanh nghiệp không thông báo phát hành hóa đơn hoặc có thông báo phát hành nhưng không có báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, cái này là thuộc liên quan đến báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì nó thuộc là hóa đơn giấy, hóa đơn đặc in rồi. Doanh nghiệp có giá trị hàng hóa bán ra thuế giá trị gia tăng đầu ra bằng hoặc chênh lệch rất nhỏ so với giá trị hàng hóa mua vào thuế giá trị gia tăng đầu vào. Thật ra thì kê rất là nhiều cái chi tiết rất là lằng nhằng.
doanh nghiệp có hàng hóa dịch vụ bán ra không phù hợp với hàng hóa dịch vụ mua vào. Rồi, doanh nghiệp không có tài sản cố định hoặc có giá trị tài sản cố định rất thấp, cũng chưa vào cái dạng rủi ro gì hết đây.